Lưng từng sản phẩm truyền thống của gia đình anh Phạm Công Thạch ở phố Hội An, Quảng Nam đã chinh phục khách hàng trong và ngoài nước. Dẫn chúng tôi tham quan cơ sở nhang sạch phố Hội An. Anh Thạch, Phạm Công Thạch, 28 tuổi, trú ở thôn Trung Hà, xã Cẩm Kim, thành phố Hội An, chia sẻ tự hào khoe thành quả sau bao ngày tháng miệt mài lao động của mình. Cơ sở nhang của anh Thạch vừa là nơi sản xuất, giới thiệu sản phẩm, vừa là không gian cho khách du lịch trải nghiệm. Kể về hành trình khởi nghiệp, anh Thạch cho hay năm 2019 thì tốt nghiệp ở Học viện Hành chính Hồ Chí Minh và làm tại một công ty với mức lương khá. Năm 2020 dịch Covid bùng phát, anh đành bỏ việc ổn định ở thành phố về quê. Những ngày rảnh rỗi, anh thường ngồi quan sát người cậu ruột làm nhang. Gia đình anh Thạch có 4 đời gắn bó với nghề này. Dù vất vả nhưng thu nhập lại chẳng đáng bao nhiêu, nên người trẻ cũng chẳng mấy người mặn mà. Tôi nghĩ sao mình không bắt đầu khởi nghiệp với cây tre. Chuyện với nghề truyền thống vốn có của gia đình, vừa có công việc, vừa tìm hướng đi mới để giữ nghề, Thạch chia sẻ. Theo anh Thạch, bước khởi nghiệp đầu tiên của anh là học làm nhang, biết tận tường tận quy trình để tìm cách bắt bệnh cho sản phẩm. Từ thực tế, anh đã hiểu và thay đổi nguồn nguyên liệu nhằm sự tạo khác biệt. Cụ thể thì anh dùng nguồn nguyên liệu tự nhiên làm như trầm, quế, bích thảo, tre, bời lời. Tất cả được anh chọn lọc kỹ lưỡng, không qua pha trộn hóa chất trong quá trình sản xuất và bảo quản. Khách hàng ngày càng có xu hướng sử dụng sản phẩm nhang sạch để đốt cho sức khỏe. Vì vậy, mỗi khi sản xuất nhang, tôi đều lưu mẫu rồi gửi kiểm định chất lượng. Khi đạt yêu cầu, tôi mới đóng gói và sản xuất bán. Anh Thạch cho hay. Nhang sạch phố Hội khi đốt cháy có mùi thơm nhẹ, ít tro tàn, mùi nhang thơm nhẹ nên được khách hàng ưa chuộng. Hiện nay, mỗi tháng cơ sở của anh Thạch sản xuất khoảng 500 kg nhang thẻ vòng. Trên mỗi hộp nhang đều có ghi rõ ngày tháng sản xuất và mã vạch để khách hàng có thể truy rõ nguồn gốc. Không chỉ phục vụ nghề sản xuất nhang truyền thống, anh Thạch còn đam mê trải nghiệm cho khách tham quan để tự tay làm nhang theo thức thủ công chụp ảnh lưu giữ. Cơ sở của anh Thạch chỉ có cách Hội An chừng 5 km. Vì vậy, chủ động kết nối với các đơn vị lữ hành để đưa khách đến cơ sở. Dịp cao du lịch, cơ sở anh đón hàng